Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin báo động về tội ác Một tù nhân lương tâm bị tắt thở trong ngục vì sự tàn nhẫn của cai ngục Chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì thủ hẳn Pháp Luân Công là một điển hình cho tội ác bất thành văn Nhưng lại mang tính hệ thống Bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng Pháp Luân Công gây ảnh hưởng đến dân chúng Làm xói mòn niềm mê muội của dân chúng và Đảng Cộng sản mà Đảng này đang dày công vun đắp và thực tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc với các tổ chức tập khí công này hơn bất kỳ tổ chức tội phạm xã hội nào khác. Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, tình trạng cũng được ví tương tự. Họ luôn tìm mọi cách để triệt hạ những người mà họ cho là có khả năng làm xói mòn giá trị ngu dân do tuyên truyền nhồi sọ của chế độ này dày công xây dựng. Vì thế mà tù nhân lương tâm bị chế độ này bỏ tù rất nặng bằng những bản án bỏ túi, tức là những bản án đã có sẵn nhà tù thì đối xử rất tệ bạc nếu người đó không có thỏa hiệp với các điều kiện chính quyền đưa ra. Họ thường xuyên xử phạt những tù nhân này nặng hơn với tội trộm cướp và ma túy ở ngoài xã hội. Bởi với họ, việc bảo vệ chế độ quan trọng hơn, việc giữ bình an cho xã hội. Đây hình ảnh vào năm 2013, tù nhân lương tâm Phan Văn Thu bị kết án rất nặng. Ông Phan Văn Thu trước kia còn có tên là Trần Công, Sinh năm 1948, ông là người thành lập một hệ phái tôn giáo có tên là Ân Đàn Đại Đạo. Từ năm 1969, tức là trước khi miền Nam rơi vào tay Đảng Cộng sản Việt Nam. Nơi được ông Thu xây dựng là cái nôi cho giáo phái của ông là khu vực dưới chân núi Đá Bia, phía Nam Đèo Cả, thuộc địa phận xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Giáo phái của ông Thu không hoạt động chính trị, chỉ lo tu tập tâm linh và cố gắng xây dựng cơ sở, phát triển tín đồ, đồng đạo. Sau nhiều năm cố gắng, giáo phái của ông đã gom được tài lực xây dựng được một khu vực sinh thái phong cảnh thiên nhiên rất đẹp, có thể trở thành một khu du lịch thu hút du khách tới vãng lai. Tuy ông Thu không màng đến chính trị nhưng chính quyền thì cho rằng cách hoạt động của ông đe dọa đến chế độ và họ đã tấn công giáo phái của ông. Vào tháng 6 năm 2012, nhà cầm quyền tỉnh Phú Yên đã huy động lực lượng công an đông đảo đến bao vây trụ sở ân đàn đại đạo, bắt giữ 10 người, sau đó họ bắt thêm 12 người nữa vui cho họ tội danh hoạt động lật đổ vân vân. Những người bị bắt bao gồm ông Phan Văn Thu Thức tức là Trần Công, ông Đoàn Đình Nam, ông Lê Duy Lộc, ông Võ Thành Lê, ông Lê Phúc, Lê Đức Đậu, ông Lê Trọng Cư, Võ Ngọc Cư, ông Tạ Khu, và ông Đoàn Ngọc Cư. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Thu tại tòa. Vào tháng 2 năm 2013, Tòa Nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 22 bị cáo trong vụ Hội đồng Công luật công án Bia Sơn với tội danh hoạt động nhằm đặt đổ chính quyền nhân dân. Người bị cho là đứng đầu là ông Phan Văn Thu, 65 tuổi, phải nhận bản án tù trung thần. Ông Lê Duy Lộc, ông Vương Tấn Sơn nhận mức án 17 năm tù giam. Ông Võ Thành Lê, ông Nguyễn Kỳ Lạc, ông Võ Ngọc Cư, ông Tạ Khu, ông Đoàn Đình Nam, ông Từ Thiện Lương và Võ Tiết Nhân nhận mức án 16 năm tù giam. Ông Lê Phúc bị nhận mức án 15 năm tù ông Nguyễn Dinh, Đoàn Văn Cư, Phan Thành Ý thì nhận bức án 14 năm tù. Tới năm 2019, ông Đoàn Đình Nam, một trong những người trong nhóm ân đảo đại đạo bị cái án 16 năm tù đã chết vì bệnh tật tại tù, nhà tù xuyên mộc, bây giờ lại thêm ông Phan Văn Thu cũng bị chết trong tù. Khi bà Lê Thị Thập đi thăm chồng là tù nhân lương tâm Lưu Văn Vịnh đang thụ án tại tòa, bà được ông Vịnh cho biết về cái chết của ông Phan Văn Thu sau đó, bà Thập đã thuật lại trên trang Facebook cá nhân rằng Cô Mười họ Lê hôm 21 tháng 11 Theo bà Thập kể lại, ông Thu mất vào buổi sáng ngày 21 tháng 11 Sau một ngày thấy sức khỏe bất thường Ông Vịnh đã yêu cầu y tá chăm sóc và thúc giục trại giam đưa ông Thu đi cấp cứu Nhưng bên phía trại lại không mấy sát sao để tầm cả Đây là hình ảnh thông tin về cái chết của ông Phan Văn Thu trên trang Facebook cô Mười họ Lê Đến sáng nay thì bệnh ông có dấu hiệu trở nặng. Các anh em yêu cầu chạy đưa ông đi cấp cứu nhưng không kịp. 9 giờ 30 ông mất. Các anh em thắp hương và túc trực bên cạnh chờ phía trại giam liên lạc người nhà để bàn giao. Anh nhận tôi về mấy chị em liên lạc chi buồn với vợ ông Thu Bà Lê Thị Thập kể lại trên trang Facebook như vậy. Tù nhân cũng là con người, họ chỉ bị tước quyền tự do, chứ tại sao lại tước quyền con người một cách tàn nhẫn đến như vậy? Đấy là câu hỏi đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng mà nhiều năm nay vẫn đều đều tổ chức các cuộc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin báo động về tội ác, một tù nhân lương tâm bị tắt thở trong ngục vì sự tàn nhẫn của cai ngục. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin lễ xuất khẩu xe ô tô điện Vinfast, chiêu trò đánh bóng mới của Vingroup trong bối cảnh kinh doanh ảm đạm. Trên mạng xã hội đã xuất hiện một tấm thiệp mời được cho là của Vinfast phân phát cho khách hàng đến dự lễ xuất khẩu xe ô tô điện Vinfast đây là hình ảnh giấy mời dự lễ xuất khẩu ô tô điện VinFast. Theo thông tin trên tấm thiệp này ghi rằng lễ xuất khẩu ô tô điện VinFast dự kiến sẽ được tổ chức vào 10 giờ sáng ngày 25 tháng 11 tại cảng MPC Port, khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Truyền thông trong nước tuyên truyền rằng đây được xem là sự kiện đánh dấu bước tiến lịch sử của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có sản phẩm xe điện thông minh xuất xưởng và sẵn sàng chinh phục thế giới nhưng cái nhìn của công chúng đối với sự kiện này lại không giống như vingroup và truyền thông nhà nước việt nam mong đợi đa số thì hoài nghi về thành công của vinfast một số thì lại nhạo báng sự làm màu quá lố của vinfast bởi vì qua một thời gian sử dụng khách hàng của vinfast không hài lòng về chất lượng của dòng xe này và xã hội thì đã và đang chứng kiến quá nhiều những tai tiếng của dòng xe tại VinFast. Đây là hình ảnh xe ô tô điện VF8 của VinFast dự định xuất khẩu sang Mỹ. Một khách hàng sử dụng xe ô tô điện VinFast E34 cho biết dòng xe này có vấn đề liên quan đến việc sạc pin tại trụ sạc. Nhiều lúc trụ sạc không cho khách vào sạc. Đầu sạc không nhận điện hoặc vấn đề sạc qua đêm. Khi sạc qua đêm pin đầy thì sạc tự ngắt nhưng màn hình chính lại không ngắt, dẫn đến pin chạy cho màn hình. Suốt đêm là hết, dù cho xe chưa sử dụng. Điều này tương tự như xe chạy xăng, đổ xăng đầy bình nhưng bình xăng bị dò dỉ, để qua đêm đến sáng là lại hết sạch. Ngoài ra, xe ô tô điện VinFast E34 còn có một số lỗi gây khó chịu khác như lốp xe mỏng dẫn đến khá ổn, cách âm không tốt, lỗi vặt về phần mềm và khi cập nhật sửa lỗi này thì lại phát sinh ra nhiều lỗi khác. Vingroup thì đang rất thất bại trong lĩnh vực bất động sản, cổ phiếu của Vin thì đang tuột dốc. Vingroup cũng đang thua lỗ nặng nề. Những dự án như Vinpearl ở khắp nơi đang bị khách hàng, nhà đầu tư tố cáo là lừa đảo. Chất lượng các công trình của Vinhome cũng có rất nhiều vấn đề. Đây là hình ảnh biểu đồ giá cổ phiếu của Vingroup. Để cứu vãn tình trạng làm ăn bết bát, ông Phạm Nhật Vượng dường như đã tung ra nhiều chiêu thức lùa gà theo ngôn ngữ của dân cư mạng như thành lập công ty mới và chuyển cổ phần đầu tư vào công ty mới, chia nhỏ suất đầu tư rồi thì cam kết tăng lãi suất vân vân. Vào ngày 6 tháng 10 năm tháng 2022, ông Phạm Nhật Vượng, chủ của Vingroup đã cho thành lập một công ty mới lấy tên là công ty cổ phần quản lý đầu tư bất động sản viết tắt là VMISC và ông là cổ đông chính ông Vượng đầu tư vào VMI bằng cách chuyển nhượng 243 triệu cổ phiếu VIC do ông đang nắm giữ, tương đương với 16.200 tỷ đồng cho công ty VMI. Vậy với bản chất, vốn để hình thành VMI cũng là vốn từ Vingroup mà ra. Và chuyện khôi hài là chính ông Vượng đã chuyển nhượng cổ phiếu cho bản thân ông. Bình luận việc này, Facebook Dương Quốc Chính thì viết rằng Bài của anh Vượng rất khôn, anh chơi chiêu lấy túi nọ bỏ vào túi kia vì cả Vinhome lẫn VMI đều là của anh cả. Anh lập cái VMI, rồi dùng nó mua bất động sản đã và đang hình thành của Vinhome, rồi bán lẻ lại cho nhiều nhà đầu tư nhỏ dưới hình thức hợp tác kinh doanh. Nhà đầu tư kiếm lời từ lợi nhuận gia tăng giá trị bất động sản trong thời gian đầu tư. Vấn đề là chắc gì nó đã tăng. Facebooker này cũng dự đoán trong thời gian tới ông Vượng sẽ để VMI có lợi nhuận cao khiến cho các nhà đầu tư xuống tiền. Sau khi gom đủ tiền, ông này sẽ để VMI báo lỗ, lúc đó thì nhà đầu tư sập bẫy và trắng tay. Đây là hình ảnh chiến lược kinh doanh được VMI công bố. Chiều lùa gà của ông Vượng càng lộ liễu khi mà chỉ trong một thời gian ngắn, chính sách của VMI đã thay đổi rất nhiều lần. Ban đầu VMI dự định chia mỗi bất động sản Đã làm 50 suất và kêu gọi đầu tư theo từng suất nhưng sau đó lại chia nhỏ hơn, mỗi bất động sản chia thành 200 suất. Mỗi suất có giá tối thiểu là 38 triệu đồng. Như vậy, gói đầu tư nhỏ sẽ khiến các nhà đầu tư dễ dàng xuống tiền hơn. Rồi VMI ban đầu cam kết lợi nhuận tới 7,5% mỗi năm, sau đó tăng lên 9,5% mỗi năm cho nhà đầu tư tham gia trước 30 tháng 11 và 8,5% mỗi năm cho các nhà đầu tư tham gia sau đó. Thời gian đầu từ 3 đến 5 năm, nếu sau 18 tháng nhà đầu tư muốn bán lại, VMI sẽ mua lại với lợi nhuận từ 6,5% cho đến 7,5% mỗi năm. Tuy nhiên, những lời hứa hẹn và lãi suất chẳng có giá trị gì với hình thức hợp tác kinh doanh. Vì thực tế, khi doanh nghiệp công báo lỗ thì những người hợp tác kinh doanh chỉ đành cách ôm cháy đắng mà không có gì đảm bảo về việc VMI sẽ mua lại lãi suất đầu tư mà nhà đầu tư muốn bán trước kỳ hạn. Như vậy, trong bối cảnh làm ăn thua lỗ và chưa biết làm thế nào để xoay chuyển dòng vốn, thì việc làm rùm beng một lô hàng xuất khẩu có phải là một chiêu trò mới để đánh bóng thương hiệu hay không? Và để xây dựng niềm tin giả tạo nhằm dễ dàng lùa thêm được những con gà đang ngờ ngác mới lên sàn hay không? Đây là câu hỏi mà dư luận đang đặt ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Lễ xuất khẩu xe ô tô điện VinFast chiêu trò đánh bóng mới của Vingroup trong bối cảnh tình hình kinh doanh rất ảm đạm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de.